Hello anh em đã quay lại video tiếp theo của LMC. Hôm nay Thu sẽ cầm nick của chị Quỳnh đi kênh thế giới xem ai nhận ra chị Quỳnh không nhá. Vừa vào rồi chưa kịp nói gì mà mấy bạn này vào luôn rồi, thôi kệ bắn luôn. Mấy cái thằng này cứ thấy gái là tương tướp mê tao rồi chứ gì. Rồi, idol TikTok Quỳnh FF. Idol Quỳnh FF nào đây? LMC. À đúng rồi, thì clip trước tôi có cho anh em một câu hỏi là nick của chị Quỳnh có bao nhiêu cái áo, bao nhiêu khẩu SK và bao nhiêu khẩu Adub đấy. Và trận nó tôi giết được bao nhiêu kill headshot ở trong cái trận độc lăng chiến. Thì cũng có rất nhiều anh em trả lời đúng luôn anh em ạ. Thì cuối clip này tôi sẽ trao giải cho hai bạn may mắn nhất nha. Thì ở clip này tôi cũng sẽ tạo cho anh em một cái mini game, ok chưa anh em ơi? Ấy từ từ có địch anh em ạ, để tôi bắn xong thằng này đã. Nào ra đây. Một cháu trời ơi là trời, game đơn giản quá. Ui trời ơi là trời, DBG này con. Ui trời ơi là trời, nó để nó hồi sinh vậy luôn anh em ạ. Thì cái trận đấu này tôi sẽ cho anh em một cái mini game là trong clip này tôi giết được bao nhiêu kill headshot. Anh em nhớ chưa? Bao nhiêu kill headshot nhá. Mày làm gì? Mày có DBG đâu, bật DBG lên cho anh xem nào. Anh là Quỳnh FF. Real quá mày ơi. Trời ơi là trời, đến tận bây giờ mà bọn này nó vẫn chưa biết Real và kè, quái đạn thiệt cái chứ. Anh là Real, ok. Ok. Mày biết anh là không? Anh là Samurai đó, hiểu chưa? Bà này liều quá, bà cầm kiếm mới chém người ta kìa. Trời ơi là trời, lại bảo anh liều. Anh xin tự giới thiệu, anh là LMC, máu liều nhiều hơn máu não. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Vậy nãy giờ tôi mới để ý bọn này toàn chuỗi 7 chuỗi 8 thôi anh em ạ. Trời ơi là trời, gớm ghê không nổi. Cái bọn này đàn ông con trai cái gì mà cứ để chị Quỳnh FF gánh thôi. Dạo này tôi bắn lục bạc hơi bị kinh đấy, anh em đừng có đùa nha. Trời ơi là trời, chắc là tôi cầm đặc chị Quỳnh. Có khi nào tôi bắn hay quá. Trời ơi là trời, bắn viên nào viên đấy vào đầu kìa trời ơi. Ra là vào đầu anh em ạ. Ngày mai ạc kìa chị Quỳnh sẽ bị khóa bởi vì phần mềm thứ 3. Nãy giờ anh em có đếm kill headshot không nhỉ? Nhớ là xem hết clip. Anh em mà xem tua hay là anh em mà xem ở dưới bình luận ấy. Thường thường mấy thằng bình luận nó bình luận nhanh rồi nó bình luận sai rồi hồi sai luôn cả lũ luôn. Trời ơi là trời. Thế là không ai có giải hết. Giả bộ bật mic lên nói alo cái cho tụi em nghe được. Tao bật mic lên biết tao lời mình xe thì sao mày? Toàn chuỗi 6, chuỗi 8 mà để cho chị Quỳnh FF gánh kiểu này là hỏng rồi. Hết cứu thật. Không sao anh em, thằng Joy tôi gánh còn được. Bọn này nó là ai gì? Ba thằng này nó chỉ là tép rêu thôi. Gánh thằng Joy nó mới khó, đúng không? Ê, có thằng sau hàng rào của anh em. Anh em nhìn này, mấy ngày hôm nay nhá, tôi bắn anh em biết bắn như nào không? Tôi bắn một viên như nó tên lửa, nó ghim thẳng vào đít, nó thấy trời ơi là trời. Bắn viên nào viên ấy mẹ nó như cái tên lửa bắn chiêu ghim thẳng vào đầu địch. Trời ơi là trời. Tôi cảm giác như bây giờ đấy anh em ạ. Tôi không có đối thủ nữa rồi. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Bây giờ còn có một đứa thôi. Má, win dễ vãi cả trưởng anh em ơi. Tôi chưa kịp bắn gì hết mà bây giờ chỉ còn hai đứa thôi anh em. Mà anh em nhớ tính kill headshot của video này. Video này tôi có thể bắn rất là nhiều trận, cho nên anh em đừng có tua nhá. Bao nhiêu kill headshot. Và anh em nhớ bình luận ID nha anh em ơi. Hôm nay cỡ clip trước anh em, nó bình luận quá trời luôn. Mà có nhiều thằng quên ID anh em. Mẹ quá trường việc luôn á. Đấy, nói mới nhớ, cái bọn này con trai đàn ông cái gì mà để cho chị Quỳnh FF gánh. Trời ơi. Bây giờ tôi sẽ đi vào kênh thế giới tìm một tem nữa nha anh em. What the? Oh. What? What the? Mấy cái thằng khứa này nó thấy Quỳnh FF vào trận, nó bảo ui chị Quỳnh FF ơi, em fan chị trẻ ơi, cho em xin kết bạn. Trời ơi là trời, nói mãi nó mới chịu vào trận đấy anh em à. Cái nhà này là của anh, thằng nào lén phén là anh cho ra sảnh nghe chua. Ui trời ơi, nhặt đúng mỗi khẩu này vậy ta. Không sao, tôi chơi được hết anh em à. Cái nhà này là giấy tờ đất là của tôi mà anh em. Ui, có đứa ở dưới kìa anh em. Từ từ anh em ơi. Có thằng nào dưới không, để tôi xuống tôi nhặt khẩu sờ bát coi. Ui, đấy, xuống nhặt sờ bát ngon. Trời ơi là trời, đầu game nhặt được sờ bát thì còn gì bằng nữa anh em. Ơ, cho gun, trời ơi là trời, lộn khẩu sờ bát với khẩu cho gun anh em ơi. À, có đứa. Mày, ui, mày lên đây, bảnh thì mày lên đây. Ngon thì lên đây. Trời, mày gặp khẩu cho gun đầu game, dám bắn bé Quỳnh hả? Mày đừng có đùa với giáo sư rùa nhá mày. Bơm bình máu cái đã, rồi tính tiếp. Trời ơi, tôi ăn hết kill rồi còn lên bắn cái gì nữa. Con này nó mê tôi sao, đi ra mày.
Ui trời ơi, đồng đội tôi bị nốc luôn. Mày bắn đồng đội tao á mày. Trời ơi, đừng khen, anh ngại. Ở bên đây vừa mới thấy con đứa mà ta. Ui trời ơi, là trời, nó bắn tôi mất nửa cây máu luôn anh em ạ. Bình tĩnh nào em, anh bơm bình máu xong. Anh hứa với em là anh sẽ có anh chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho em nhá. Cho nên em đừng có chạy. Ủa, nó đầu ấy hả? Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà gặp ngay LMC. Đi một vòng chai đất rồi không thấy thằng địch luôn anh em ạ. Ui có địch nè. Mày đi đâu mà vội mà vàng. Ui trời ơi, đồng đội tôi nốc hết rồi ông nói. Thằng lao dám bắn đồng đội của tao, mày đúng không? Mày chó là trời, bắn toàn đầu anh em ạ. Nhiều lúc tôi thấy nể tôi vãi à. Còn bao nhiêu thằng ra đây luôn đi, anh chấp hết, ok. Trời ơi, còn viên nữa mà bắt không trúng không nói. Lên chơi mày luôn nè con, lão hả mày. Làm sao, lên đấy. Trời ơi, lão ơi. Cục xúc với ai mà cục xúc với LMC hả? Trời ơi, tao bảo rồi, lên lần chục thằng đi bắn nó mới đã cái nư. Lên lần một hai thằng bắn nó không có sướng gì hết á. Lại thích bắn lén nè. Bắn lén đâu, mày hả mày. Một cháu, Kim Huyền hả? Trời ơi, cứu nữa. Ai cho mày cứu? Mày cứu mà hỏi ý anh chưa? Mày xong mày rồi, mày cứu mà mày không hỏi ý anh, mày là anh cân bốn luôn như mày coi nè con. Trời ơi, một cháu. Trời ơi, hai cháu, trời ơi, bắn toàn đầu anh em ạ. Má, khi nào mai chị Quỳnh em hết bay không trời. Thôi anh em ạ, nếu mà có bay thì chắc là chuyện xui rủi anh em ơi. Ai muốn đâu đúng không? Trời ơi, cân ba đơn giản đâu anh em. Quá đơn giản. Mà anh em nãy giờ còn nhớ không vậy? Nhớ lấy em kêu hết sọt nha. Lộn là xem lại từ đầu hơi mệt đấy. Mẹ nó, lúc đấy tôi bị thằng kia nó bắn chết anh em ạ. Ấy, ai cho mày lút đồ? Mày lút đồ mà hỏi ý anh mày chưa? Mấy cái xác này là của anh giết cho nên mày lút là mày hỏi ý anh mày, nghe chưa hả? Hả? Hay dữ. Anh đã bảo rồi là đừng có khen. Trời ơi là trời. Mày khen riết với tí anh bắn chả được gì hết. Đừng có khen. Có địch. Mày xong mày rồi. Mày vào đây mày tìm thấy chị Quỳnh FF. Mày mê chị Quỳnh FF đúng không? Mê á, chị Quỳnh FF đã có anh Phước Lộc rồi. Mày mê, trời ơi. Ui trời ơi. Ngày mai chị Quỳnh FF bị bay vì phần mềm thứ ba thì anh em đừng có tang tôi nha. Đây rồi. Bây giờ là tem thu chết 1 là còn 3, là còn 5 thằng. Bọn mày đừng có bắn nữa, anh lên anh cân 5 luôn cho. Ui, thằng áo đen à, lại cái thằng áo đen này nữa, nay giờ nó bị tôi giết 3 lần rồi anh em à. Ui, bắn thằng ấy được 3 lần nữa mày. Lần thứ 3 rồi đó. Sao? Thằng nó chạy à. Ai rồi? Chả còn gì để nói nữa anh em ạ. Game bây giờ dễ quá, ra đạn là dô đầu. Ok anh em, và bây giờ tôi sẽ đến lượt chuyên mục trao giải cho anh em. Mà thôi quyệt luôn đi. Mẹ mà tao không có giỡn mặt với mày nghe mày. Đây rồi, tôi đã về nick chính của tôi rồi nha anh em ơi. Ở clip trước tôi trao giải cho hai bạn, nhưng ở clip này nếu anh em giúp tôi được 2.000 like, tôi sẽ trao giải gấp đôi là 4 bạn nha anh em. Năm mới em chúc anh có nhiều thành công trong công việc và cố gắng ra nhiều clip thường xuyên hơn cho anh em nhé. Chúc anh sớm đạt 1.000 sub. Ok, tôi sẽ cố gắng nha anh em. Câu trả lời là 690 cái áo SK 10 cây AVKM 4 cây hết hoặc 5 cây, đúng rồi nè. Có ID luôn. Chúc anh sớm đạt 100.000 người đăng ký và sớm có người yêu. Mày có nhiều để làm gì mày. Ok anh em, và đây là bạn cuối cùng nha. Thì bạn này trả lời chính xác là có ID luôn. Chúc anh năm mới vui vẻ bên gia đình và mau có người yêu. Nữa rồi đó. Tới nữa rồi đó. Sao mày cứ bảo tao có người yêu hoài vậy hả? Có người yêu để làm cái gì? Thì anh em nhớ giúp clip này đủ 2.000 like, tôi sẽ tặng cho gấp đôi là 4 bạn nha anh em. Nếu anh em cảm thấy clip này hay thì đừng quên cho tôi xin một like và một lượt đăng ký. Và nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi tôi ra clip sớm nhất anh em có thông báo nhá. I love you, bye bye.